Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Hầu Vương review phim đây. Hôm nay mình lại mang đến cho các bạn một bộ phim về hai siêu quái vật khổng lồ chiến đấu với nhau. Liệu con quái vật nào sẽ giành chiến thắng? Thì hãy cùng mình xem hết bộ phim này nhé. Ở đâu đó bên trong một phòng thí nghiệm bí ẩn, một công nhân đang dọn dẹp khu vực nhưng vô tình nghe thấy chuông báo động, khiến người phụ nữ bối rối. May mắn thay, cô ấy tìm được chìa khóa và sử dụng nó để mở một cánh cửa bí mật. Cô ấy đi vào trong khu vực và nhìn thấy một cái thùng trống lớn ở giữa phòng. Người phụ nữ ngạc nhiên trước mọi thứ mà cô ấy chưa bao giờ biết đến và bắt đầu kiểm tra toàn bộ nơi chứa đầy cốc và hóa chất. Cuối cùng, cô lại quay lại chiếc thùng trống một lần nữa và nhanh chóng nhận thấy một đống thức ăn thừa trong song sắt mà không nhận ra rằng có thứ gì đó nguy hiểm đang ẩn giấu bên trong. Cô đi về phía cánh cửa khổng lồ và sử dụng cùng chiếc thẻ khóa để mở chiếc thùng. Phụ nữ đi vào phía trong và bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn và không nhận ra rằng có thứ gì đó khổng lồ đang đứng ngay bên cạnh mình. Ngay sau đó cô ấy nhận thấy một cái bóng đáng sợ trên tường và vì sợ hãi nên đã quay lại. Một con quái vật khổng lồ khiến cô sợ ngã xuống. Sinh vật này từ từ tiếp cận, sau đó há miệng và nuốt chửng người phụ nữ. Hóa ra con quái vật là kết quả của một thí nghiệm bí mật. Do tiến sĩ Giang chịu trách nhiệm, ông ta cố gắng thuyết phục các nhà tài trợ đầu tư nhiều tiền hơn vào nghiên cứu, vì ông tuyên bố đã tạo ra vũ khí hoàn hảo không có khả năng gây tử vong. Điều mà ông không nhận ra là con quái vật đã thoát phòng thí nghiệm sau khi ăn thịt người và nó ngay lập tức đi tìm kiếm nhiều nạn nhân hơn nữa. Một người phụ nữ đang thay đồ trong phòng nhưng nhanh chóng bị giật mình bởi những tiếng động phía sau, khiến cô ấy phải đi kiểm tra những gì đang ẩn giấu trong bóng tối. May mắn thay, tiếng động được tạo ra bởi một cô gái đeo kính, người vô tình chạy vào tủ đựng đồ. Tuy nhiên, mối nguy hiểm rõ ràng vẫn chưa kết thúc, khi sinh vật ăn thịt vẫn tiếp tục tiến về phía con người. Cùng lúc đó, một thợ săn có tên là Nhất Long đã nhận hợp đồng để truy tìm một sinh vật bị trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Anh ta đặt mồi lên trên một tảng đá và kiên nhẫn chờ đợi con vật xuất hiện. Rất nhanh, một con rắn khổng lồ bắt đầu bò về phía họ. Tất cả đã sẵn sàng bắt con vật. Con rắn từ từ đi về phía mồi và chuẩn bị nuốt chửng thức ăn, nhưng con vật nhanh chóng bị bẫy bắt. Nhất Long anh chớp lấy thời và bắn một loại thuốc mê về phía sinh vật, nhưng điều này chỉ khiến con vật càng tức giận hơn và nó cố gắng thoát ra. Sinh vật ngay lập tức lao về phía Nhất Long và buộc anh phải bỏ chạy để lấy mạng. Nó đuổi theo anh từ phía sau, nó đuổi kịp và quật ngã anh xuống đất. Khi nó chuẩn bị kết liễu anh, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mặt trời chiếu sau lưng con rắn. Anh sử dụng một chiếc gương để phản chiếu ánh sáng, làm mù tạm thời sinh vật và nhân cơ hội trốn thoát. Cùng lúc đó, đồng đội của anh đang đặt lại bẫy. Nhất Long anh chạy nhanh nhảy lên sợi dây để kích hoạt lưới và bắt giữ sinh vật. Con vật giờ đây đã bị tóm gọn. Nhất Long anh bảo mọi người đưa con rắn trở lại phòng thí nghiệm. Sau khi phân tích kỹ sinh vật, tiến sĩ nói với Nhất Long rằng có điều gì đó rất kỳ lạ, vì con vật dường như có những đặc điểm di truyền thuộc về loài khác. Anh bị sốc khi nhìn thấy ảnh chụp người quang của sinh vật này, cho thấy có sừng trên đầu, và tiến sĩ cho rằng điều này là do đột biến. Nhất Long nhanh chóng nhận ra rằng giám đốc của mình có thể đang làm thứ gì đó rất nguy hiểm và ngay lập tức đi đến công ty và gặp trưởng phòng nghiên cứu có tên là Tiểu Linh. Cô bắt đầu giới thiệu công việc của công ty và nói rằng họ đang cố gắng mang những con khủng long từ thời tiền sử trở lại. Tuy nhiên không có mẫu DNA hoàn chỉnh từ các sinh vật cổ đại, điều này buộc họ phải kết hợp gen của các loài động vật hiện có ở phòng thí nghiệm của mình. Người phụ nữ nói với anh rằng họ đang rất thành công trong nghiên cứu, chào đón anh gia nhập công ty của họ trong tương lai trước khi họ rời đi. Anh tức tân nói với người phụ nữ rằng có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Họ ngay lập tức đến hiện trường vụ án. Nhất Long anh nhìn thấy thi thể của nạn nhân bị cắt thành từng mảnh. Tiểu Linh bảo người của mình báo gọi cảnh sát, nhưng họ nhanh chóng bị đội trưởng an ninh chặn lại. Người này thông báo với họ rằng giám đốc Giang muốn giữ im lặng, ông đảm bảo với nhóm nghiên cứu sẽ sớm tìm ra thủ phạm. Nhưng Nhất Long nhanh chóng nói với mọi người rằng chỉ có một loài động vật rất lớn mới có thể làm được điều này. Điều này khiến các nhân viên vô cùng sợ hãi. Đội trưởng an ninh yêu cầu anh ngừng hù dọa mọi người. Sau đó anh đầu chọc ra lệnh cho nhân viên phát đoạn phim an ninh, nhưng họ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì có thể kết luận được. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó rất không ổn khi tất cả đều nhìn chằm chằm về phía sau. Quái vật khổng lồ đã ở đây, nó từ từ hiện ra và gầm lên giận dữ về phía con người. Mọi người tuyệt vọng bỏ chạy. Con quái vật tóm lấy nạn nhân may mắn và bắt đầu ăn thịt con mồi, sau đó tiếp tục săn lùng tất cả con người như một bữa tiệc buffet khổng lồ. Tất cả chạy về phía hành lang, Nhất Long và cuối cùng lên được lầu, trong khi con vật tiếp tục giết những người đã tụt lại phía sau. Nhất Long anh hét lên bảo mọi người chạy vào trong phòng gym. Họ ngay lập tức trốn tránh con quái vật. Ngay sau đó cả đội bị mắc kẹt vào một góc và cố gắng trốn đằng sau những cỗ máy. Mọi người hỏi tại sao Nhất Long lại đưa họ đến đây. Hóa ra anh muốn bắt con vật bằng cách sử dụng thiết bị và cứu những người khác khỏi bị giết. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra rằng nhiệm vụ của họ có thể không đơn giản như vậy, vì sinh vật này có vẻ rất thông minh. Ngay lúc đó một cậu bé to lớn đang chạy trên máy chạy bộ mà không nhận thấy mối nguy hiểm. Điều này khiến sinh vật này phải xem xét lại mục tiêu của mình. Nó ngay lập tức chuyển hướng đến bữa ăn lớn hơn. Nhất Long nhìn thấy điều này và nắm lấy quả tạ và ném nó vào quái vật, sau đó chớp lấy cơ hội và chạy về phía chiếc máy, cố gắng bẫy con vật dưới sức nặng và khiến nó hét lên giận dữ.
Anh Tiếp Tân cầm lấy cây xào và đập vào con quái vật, nhưng đòn tấn công tỏ ra rất kém hiệu quả. Con quái vật đang thoát ra rất nhanh. Và người phụ nữ rút tai nghe của cậu bé ra và nói với cậu rằng phải chạy đi. Sinh vật cuối cùng đã trốn thoát, nhưng Nhất Long Anh nhanh chóng chụp thùng rác vào đầu làm mù mắt của sinh vật. Mọi người nhân cơ hội chạy khỏi khu vực. Mọi người chạy qua hành lang và cuối cùng tiến về phía cầu thang. Nhưng anh Tiếp Thân nhanh chóng nhận ra rằng bạn gái mình vẫn đang ở trong phòng thay đồ. Nhất Long Anh cố gắng an ủi người đàn ông và bảo anh ta hãy chú ý đến mọi người, còn anh sẽ giải cứu bạn gái của anh ta. Cùng lúc đó, cô gái đang tắm tiên trong sảng khoái và lớp trang điểm của cô ấy bằng cách nào đó vẫn còn nguyên vẹn. Điều cô ấy không nhận ra là con vật ở ngay bên ngoài phòng và đi theo tiếng động đến vị trí của cô ấy. Cô gái tiếp tục tắm như lần cuối được tắm vậy. Đột nhiên nhận thấy nước đã cạn, cô sờ thấy một cảm giác sung sướng. Khi cô quay lại thì thấy một quái vật rất khát nước hơn nhan sắc của cô. May mắn thay, cô được cứu bởi Tiểu Linh, cố gắng trốn thoát khỏi khu vực bằng cách không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên một cô gái khác vẫn tiếp tục hỏi họ khi đi tìm kính của mình. Khi tìm được kính và bị hết đuôi, cô ấy hét vào sinh vật, ngay lập tức họ phải bỏ trốn. Nhất Long Anh thấy rằng tất cả đều đang gặp rắc rối và lao vào trong. Anh chụp lấy chai xà phòng và ném nó xuống đất khiến con vật tạm thời vô hiệu hóa. Anh chớp lấy cơ hội và nhanh chóng chạy khỏi nhà tắm, nhưng nhanh chóng thấy mình bị mắc kẹt trong một cửa khóa trái. May mắn là Tiểu Linh mở cửa bằng thẻ khóa của cô ấy. Họ khỏi cuộc tấn công của sinh vật này, nhưng con khủng long lao mở tung cánh cổng phòng. Mọi người trốn phía sau những chiếc hộp. Nhất Long nhanh chóng nhận ra một kiểu chuyển động kỳ lạ của con quái vật, vì nó dường như luôn theo hướng cô gái. Nhất Long Anh nghĩ rằng sinh vật này đang đánh hơi người phụ nữ bằng mùi hôi nách của cô ấy, và rất nhanh nó xác định được vị trí và lao về phía họ ngay lập tức. Tuy nhiên con khủng long bị Nhất Long lừa tình, vì nó chỉ tìm thấy chiếc áo khoác của cô gái, nhận ra rằng kế hoạch của họ thành công. Nhất Long Anh bảo cô gái tiếp tục cởi quần áo để đánh lạc hướng. Rất nhanh chóng, họ đã đến được trước lối ra. Nhưng Tiểu Linh dường như không cởi đồ được nữa. Lúc đó họ nhận ra rằng sinh vật đó đã biến mất, và Tiểu Linh nói với anh rằng con vật có khả năng tự ngụy trang. Nhất Long bảo người phụ nữ bật đèn bằng cách sử dụng điện thoại của cô ấy và tìm cách để lộ con quái vật ra. Nhất Long Anh nhân cơ hội và đẩy đồ đạc về phía quái vật, tận dụng điều này để họ rời khỏi phòng đồng thời khóa cửa phía sau. Họ cũng chạy về phía lối ra, nhưng ngạc nhiên khi thấy rằng tất cả các cửa đã bị khóa, khiến hai người bị mắc kẹt. May thay anh Tiếp Tân đếm và bảo họ đi theo anh ta. Anh đưa mọi người vào nơi mà tất cả những người sống sót đang ẩn náu và nhanh chóng biết rằng giám đốc Giang đã khóa toàn bộ tòa nhà. Tuy nhiên Nhất Long nghĩ rằng họ không an toàn ở nơi này, vì con vật cuối cùng sẽ theo dõi họ bằng mùi và cánh cửa không đủ mạnh để giữ sinh vật đó lại, trong khi vẫn đang cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo. Tiểu Linh nhanh chóng nghĩ ra đường hầm mà con rắn khổng lồ đào bên trong nhà kính để trốn thoát. Nhất Long nói với mọi người rằng họ phải rời đi ngay bây giờ, nhưng mọi người thà ở lại còn hơn là mạo hiểm đụng phải sinh vật đó một lần nữa, không còn lựa chọn nào khác. Anh quyết định đi cùng với Tiểu Linh, cả hai nhanh chóng đi vào hành lang, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng con quái vật đang tiếp cận họ từ phía bên kia. Điều này buộc họ phải trốn sang phòng bên cạnh. Tại đây Nhất Long nhanh chóng nhận ra rằng họ đã lạc vào kho lưu trữ thông tin của công ty. Anh nói với người phụ nữ phải tìm mọi cách để giết sinh vật đó, và anh đi sao chép tất cả thông tin của khỏi công ty và lên kế hoạch vạch trần những thí nghiệm bất hợp pháp. Cùng lúc đó, những người trong phòng bắt đầu tranh cãi về việc phải làm gì tiếp theo, nhưng bị gián đoạn bởi con quái vật đã tìm thấy vị trí của họ. Sinh vật bắt đầu đâm vào cửa. Anh Tiếp Tân cố gắng hết sức để chặn con vật lại, nhưng con quái vật quá mạnh và nó bắt đầu phá cong cửa trước khi tất cả mọi người có thể bị sơi tái. Tiểu Linh đã đến đúng lúc, và mọi người bối rối không biết sinh vật này đã đi đâu, thì hóa ra Nhất Long Anh đã quyết định trở thành mồi nhử để dụ sinh vật tránh xa những người khác. Điều đáng ngạc nhiên là sinh vật này nhanh chóng nhận ra rằng đó chỉ là một cái bẫy, khiến nó quay đầu lại và chạy về phía mọi người. Trong khi đó, mọi người khác đang ra khỏi nơi ẩn náu, và Nhất Long Anh hét lên yêu cầu mọi người dừng lại ngay lập tức. Ngay sau đó con khủng long xuất hiện phía sau cả nhóm, khiến mọi người chạy và hất Tiểu Linh xuống đất. Nhất Long nhìn thấy điều này và lao về phía cô ta. Trong khi con quái vật chuẩn bị sơi tái cô, Nhất Long Anh đã vượt qua được rào cản và cứu cô ta đúng lúc. Đáng ngạc nhiên là sinh vật này không quay lại tấn công họ. Hóa ra con vật đã bị đội trưởng an ninh làm tê liệt vào giây phút cuối cùng. Mọi người bắt đầu cảm ơn đội trưởng vì đã cứu mạng họ, nhưng Nhất Long nhanh chóng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Hóa ra con vật đã bắt đầu đột biến từ bên trong cơ thể. Sinh vật bắt đầu phản ứng với các tác nhân gây căng thẳng bên ngoài và thay đổi toàn bộ cấu trúc của nó. Nhất Long Anh nhận ra rằng con quái vật bắt đầu thức dậy. Đội trưởng trấn an rằng họ không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên con quái vật ngay lập tức tóm lấy đội trưởng và nâng anh lên không trung bằng chiếc lưỡi khổng lồ của nó. Những người hoang mang chứng kiến người đàn ông đó bị sinh vật khổng lồ nuốt chửng khiến họ bỏ chạy toán loạn. Các nhân viên an ninh cố gắng bắn thuốc gây mê vào sinh vật, nhưng con quái vật trả đũa ngay lập tức và ném mọi người bay như súc vật vậy. Mọi người tiếp tục chạy trốn khỏi con vật. Cuối cùng khi họ đến nhà kính và cố gắng đóng cánh cửa lại, Tiểu Linh đi về phía bảng điều khiển và bật nguồn ngay lập tức, khiến toàn bộ nơi này sáng lên và cho phép mọi người nhìn thấy xung quanh một lần nữa. Cả nhóm tiếp tục đi về phía lối ra và cuối cùng họ đến cái hố lớn do con rắn khổng lồ đào bới, trước khi mọi người quyết định tiến vào hang.
Nhất Long Anh bắt đầu nghe thấy những rung động từ bên trong đường hầm. Đột nhiên một con rắn xanh khổng lồ phóng ra khỏi cái hố. Nó gầm lên giận dữ và khiến Nhất Long hét lên để mọi người chạy trốn. Con quái vật bắt đầu đuổi theo ngay lập tức. Nó ném mọi người về phía sau và nuốt chửng họ chỉ bằng một vết cắn. Mọi người trú ẩn sau các tán cây. Nhất Long nhìn thấy tình trạng khủng khiếp mà mọi người đang gặp phải và nhận ra rằng họ không thể ở trong lãnh thổ của sinh vật này mãi được. Anh quyết định tự mình dụ con quái vật đi để những người khác có cơ hội trốn thoát. Anh thu hút sự chú ý của con rắn và bắt đầu chạy nhanh nhất có thể, dụ sinh vật khổng lồ tránh xa những người khác. Mọi người nhìn thấy điều này và ngay lập tức chạy theo hướng ngược lại. Nhất Long Anh tiếp tục chạy nước rút trong khu rừng và sinh vật đuổi theo sát phía sau. Con quái vật cố gắng xô ngã anh và dồn anh ta vào một góc. Con rắn từ từ tiến lại gần để nuốt chửng con mồi, nhưng thật bất ngờ con quái vật bắt đầu rút lui về phía sau. Hóa ra là anh đã bước vào lãnh thổ của một con rắn khổng lồ thứ hai. Con này đã lớn hơn theo cấp số nhân kể từ lần đầu tiên bị bắt. Rất sớm, hai con quái vật bắt đầu phóng về phía nhau, sức mạnh của chúng có vẻ ngang ngửa nhau. Tuy nhiên con rắn lớn hơn cuối cùng đã giành được lợi thế. Nó tóm lấy cổ con rắn màu xanh lá cây và đập nó xuống đất đồng thời giết chết nó. Nhất Long nhìn thấy và bỏ chạy ngay lập tức, trong khi con quái vật khổng lồ gầm lên trong sự chiến thắng. May mắn thay, Nhất Long có thể thoát khỏi nguy hiểm và tiến về phía đường hầm khổng lồ. Anh nhảy vào trong rất nhanh, băng qua phía bên kia để tìm kiếm đồng đội của mình, nhưng nhanh chóng bị một nhóm người lạ tấn công và buộc phải chiến đấu vì mạng sống của mình. Sau đó anh nhận ra rằng kẻ thù đã bắt được bạn bè của anh, buộc anh phải đầu hàng ngay lập tức. Nhất Long Anh bị đưa vào tòa nhà một lần nữa. Tại đây tiến sĩ Giang là kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ vụ việc. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi ông ta tìm thấy tập tài liệu mà Nhất Long đã đánh cắp, khiến ông ta trở nên vô cùng tức giận với Tiểu Linh vì đã phản bội. Ông hướng về phía mọi người và hứa sẽ thả họ nếu họ có thể bắt được quái vật của ông một lần nữa. Nhưng không có ai sẵn sàng nhận nhiệm vụ sau khi nhìn thấy những gì sinh vật đã làm. Lão tiến sĩ trở nên thất vọng. Ông ta chụp lấy một ống tiêm và tiêm chất độc vào người phụ nữ đeo kính, khiến cô ấy chết một cái chết kinh hoàng. Sau đó ông tìm kiếm nạn nhân may mắn thứ hai. Nhất Long nhanh chóng hét lên rằng anh ta sẽ đi bắt con quái vật cho ông. Anh Tiếp Tân cũng tình nguyện tham gia. Nhất Long Anh lên kế hoạch và bảo nhân viên bảo vệ hãy tắt điện, vì anh định dụ khủng long bằng cách sử dụng âm thanh. Vì con vật rất thông minh nên anh định dùng mồi và lừa sinh vật đó vào chiếc lồng khổng lồ. Tuy nhiên mọi người bị sốc khi biết rằng Nhất Long đã quyết định sử dụng tất cả mọi người làm mồi nhử. Anh nhốt tất cả mọi người sau song sắt. Cả hai cùng tiến tới nhiệm vụ, khi họ cũng đến được phòng điều khiển. Sau đó anh một mình ra ngoài đến vị trí của sinh vật. Anh Tiếp Tân nhanh chóng tắt tất cả đèn. Nhất Long Anh tạo ra tiếng động lớn khắp tòa nhà. Điều này đã thu hút sự chú ý của con khủng long và khiến nó chạy về phía anh. Nó hung hãn đến mức lao tới và xé nát mọi thứ thành từng mảnh. Hóa ra đây chỉ là một cái bẫy được giăng ra. Nhất Long Anh bắt đầu chế nhạo con quái vật đuổi theo mình. Nó chạy về phía anh ta ngay lập tức và tung ra đòn tấn công. Nhưng Nhất Long đã né đòn tấn công đúng lúc, nhận ra rằng con khủng long gặp khó khăn trong việc xoay cơ thể. Anh bắt đầu chạy theo vòng tròn và cố gắng né tránh vết cắn của sinh vật. Anh nhanh tiến tới lối vào của phòng thí nghiệm bí mật, đồng thời nói với đồng đội để thực hiện kế hoạch thứ hai. Điều này khiến anh Tiếp Tân bắt đầu mở cánh cửa của nhà kính. Kết quả là cả hai cuối cùng cũng quay trở lại phòng thí nghiệm. Khi Nhất Long chạy thẳng về phía cái lồng, con quái vật đã kịp tóm lấy anh và cố gắng kéo anh vào miệng. May mắn, anh đã thoát được và cố gắng đóng song sắt lại. Hóa ra đây là một phần trong kế hoạch của anh, vì chiếc lồng khổng lồ thực sự là nơi an toàn nhất trong tòa nhà này. Con quái vật không có khả năng phá vỡ được. Mọi người nhận thấy một sinh vật khác đang đi vào phòng. Hóa ra con rắn khổng lồ cũng đến góp vui và lên kế hoạch tiêu diệt con khủng long cùng lúc. Hóa ra kế hoạch của Nhất Long là để cho lũ quái vật tự giết lẫn nhau. Hai sinh vật bắt đầu gầm lên giận dữ để chiến đấu. Hai quái vật nhanh chóng lao về phía nhau. Con rắn khổng lồ nó chiếm thế thượng phong và ném con khủng long vào các bức tường. Nhưng khủng long phục hồi ngay lập tức và cố gắng phản công. Sau đó nó bị đánh bật một lần nữa. Khủng long phải ngụy trang để khiến đối thủ bối rối, nhưng mèo có tác dụng. Vì con rắn có thể cảm nhận được dấu hiệu của nó từ các cuộc tấn công, nhưng con khủng long đã đánh bật được con rắn khổng lồ vào giây phút cuối cùng. Điều này khiến con rắn trở nên tức giận. Nó ném con khủng long vào đường ống và khiến khí đóng băng rò rỉ ra ngoài. Khủng long lại đứng dậy một lần nữa. Con rắn khổng lồ lao vào và bắt đầu dùng chiêu cuối của nó. Con rắn hét lên giận dữ và cắn ngay vào cổ con khủng long, và cuối cùng đã giành chiến thắng. Con rắn khổng lồ bắt đầu rời khỏi khu vực và mọi người khác ăn mừng chiến thắng, nhưng khủng long nó lấy lại ý thức một lần nữa. Con rắn nhận thấy kẻ thù vẫn méo chết và ngoảnh lại. Khủng long đứng dậy và bắt đầu biến đổi khắp cơ thể. Nó bắt đầu mọc gai từ lưng. Mọi người kinh hãi chứng kiến con khủng long tóm lấy con rắn và cắn ngay vào cổ con vật. Nó nhanh chóng giết chết đối thủ và gầm lên dữ dội về phía con người. Con khủng long lao vào lồng của họ. Trong khi đó, lão tiến sĩ bắt đầu ăn mừng vì vũ khí đáng kinh ngạc mà ông đã chế tạo ra. Cấp dưới của ông nhìn thấy điều này và quyết định chạy khỏi khu vực. Nhưng chỉ lấy được sự chú ý của con khủng long, con quái vật bắt đầu giết chết tất cả những người đang trốn thoát. Nhất Long nhân cơ hội bảo mọi người chạy ngay lập tức. Anh nhìn vào đường ống bị vỡ đang tràn khí đóng băng ra và đã nảy ra một kế hoạch. Trong khi đó con quái vật chuẩn bị kết liễu tên tay sai, nhưng nó lại bị thu hút sự chú ý của anh Tiếp Tân.
Điều này khiến sinh vật vô cùng tức giận và nó bắt đầu đuổi theo anh ta. Nhất Long nhân cơ hội bật khí đóng băng nhiều hơn nữa. Con quái vật đuổi theo sát phía sau và Nhất Long anh cố gắng giải phóng tất cả các hóa chất khiến con vật đóng băng ngay lập tức. Nhưng trước khi hoàn thành, tiến sĩ Giang ông đánh vào lưng của Nhất Long và nhanh chóng tắt khí để giúp giải thoát con quái vật. Ông ta nói với sinh vật rằng mình đẻ ra nó, tiếc là ông đéo dạy nó tiếng tàu khựa. Nó nuốt nuốt chửng bố mình ngay trước mặt mọi người. Tiểu Linh cô lái xe lao tới, cô dùng xe nâng để chiến đấu với sinh vật này. Cô ấy lao về phía con quái vật ngay lập tức, trong khi con vật cũng quay lại, khiến họ rơi vào bế tắc. May mắn là chiếc xe có bánh răng thứ hai cho phép cô gái từ từ đẩy con vật về phía vùng khí đóng băng. Tuy nhiên, nó cố gắng cắn đứt đầu người phụ nữ và nó từ từ nâng chiếc máy lên không trung và đẩy chiếc xe về phía sau. Nhất Long nhìn thấy điều này và nhanh chóng chạy đến giúp đỡ người bạn của mình. Anh đẩy cần gạt nâng lên chân con quái vật khiến nó vặn vẹo và hét lên đau đớn. Sau đó họ tiếp tục ép con khủng long về phía hóa chất đóng băng, đập vỡ các đường ống và khiến toàn bộ khí thoát ra ngoài không khí. Điều này nhanh chóng làm tê liệt sinh vật máu lạnh. Và mọi người ăn mừng chiến thắng vì đã đánh bại quái vật. Nhất Long được đưa đến bệnh viện để điều trị vì vết thương và được rất nhiều lò khoai sinh tới chăm sóc. Và khi anh bắt đầu xem chương trình truyền hình phát sóng về các loài bò sát năm chúng có khả năng sống sót ở nhiệt độ cực lạnh. Điều này khiến Nhất Long bắt đầu nghĩ về sinh vật này mà họ bắt được đang được vận chuyển trong chiếc xe tải trên đường cao tốc, nơi người lái xe không biết gì về mối nguy hiểm mà anh ta đang gặp phải. Hóa ra sinh vật này đã bắt đầu hồi phục, điều này cho phép con vật thở lại và chiếc xe này vẫn đang hướng về hướng trung tâm dân cư. Vậy các bạn nghĩ sao về cảnh tiếp theo? Hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Và nếu các bạn cảm thấy video hay, hãy ủng hộ chúng mình một like và một đăng ký kênh nhé! Bye bye!